Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Chân dung tình trẻ tin đồn của Lệ Quyên sở hữu ngoại hình điển trai, thân hình sáu múi quyến rũ, từng cặp kè nhiều mỹ nhân nổi tiếng. Những hình ảnh về tình trẻ của tin đồn kém Lệ Quyên 12 tuổi đang gây xôn xao mạng xã hội. Vào đêm ngày 25 tháng 10 vừa qua, cánh săn ảnh bắt được Lệ Quyên, được tình trẻ tin đồn Lâm Bảo Châu đón lên xe và cùng nhau đi ăn khuya sau khi nữ ca sĩ kết thúc đêm diễn. Đặc biệt, trong suốt bữa ăn, Lệ Quyên và Bảo Lâm luôn ngồi cạnh nhau nói chuyện vui vẻ. Hình ảnh này hoàn toàn đối lập với sự xa cách của nữ ca sĩ cùng chồng khi dự chung sự kiện một ngày trước đó. Trước đó vào ngày 18 tháng 8, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu lần đầu bị bắt gặp bên nhau khi cùng đi mua sắm. Tình trẻ tin đồn ga lăng mở cửa xe cho Lệ Quyên. Chính điều này đã khiến cho dân tình đặt nghi vấn về cuộc hôn nhân giữa Lệ Quyên và ông xã. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, cả hai vẫn không lên tiếng phản hồi về chuyện này. Về phần Lâm Bảo Châu, cư dân mạng cũng đặc biệt quan tâm về chân dung tình trẻ tin đồn của Lệ Quyên sinh năm 1993. Lâm Bảo Châu là người mẫu ngoài Hà Nội, nhưng một thời gian sau đó, anh đã quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Từng tốt nghiệp khoa tài chính ngân hàng tại Đại học Phương Đông, nhưng Lâm Bảo Châu lại quyết định theo đuổi nghiệp người mẫu. Anh đã từng đăng ký tham gia vào Vietnam Next Top Model mùa thứ 7. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m83, cùng thân hình chuẩn sáu múi quyến rũ và gương mặt điển trai, Lâm Bảo Châu đã nhanh chóng được nhiều nhãn hàng và sản phẩm thời trang săn đón anh. Anh từng xuất hiện với vai diễn chàng thị vệ điển trai chuẩn men trong MV Anh ơi ở lại của Chibu. Cùng thời điểm đó, Lâm Bảo Châu tham gia game show Đình Đám Người Ấy Này và kết duyên cùng nữ chính Tú Uyên. Tuy nhiên, sau chương trình, cặp đôi cũng không tương tác gì trên mạng xã hội hay không có thêm bất kỳ khoảnh khắc nào bên nhau. Trước đó, Lâm Bảo Châu từng có một vài mối tình bên các mỹ nhân đình đám không kém. Đầu tiên là ca sĩ Yến Lê của Giọng Hát Việt 2015. Cả hai hẹn hò vào năm 2015 sau khi cùng hợp tác một trong các MV. Tuy nhiên, không lâu sau đó thì Yến Lê công bố đang ế và chờ người tử tế để yêu. Tiếp đó, anh chàng lên duyên với hot girl Mai Sương. Cặp đôi quen nhau từ tháng 10 năm 2017 trong một chương trình. Thời điểm đó, Lâm Bảo Châu là người mẫu, còn Mai Sương là khách mời. Tuy nhiên, không lâu sau đó Mai Sương lại xuất hiện trên Người Ấy Là Ai với tư cách nữ chính. Lâm Bảo Châu từng qua lại với nữ chính Người Ấy Là Ai, Mai Sương. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.